Em này, lần sau trước mặt thằng Toàn em đừng nhắc tới chuyện tiền nong nữa, anh ngại với nó lắm. Em thấy người ta giàu vì bạn, anh cứ bám mãi cái ông Toàn này á, chả hay ho gì đâu, cờ bạc bê tha. Má cứ cho là anh giúp được anh ấy lần này đi, lần sau anh ấy lại đâm đầu vào, anh có bán nhà giúp bạn được không? Anh không định nói cho tôi biết anh giải quyết thế nào cái việc bọn xã hội đen kéo đến tận nhà. Một kẻ không công ăn việc làm như anh thì kiếm đâu ra 300 triệu? Hay anh lại định lao vào cờ bạc để gỡ gạc? Cái Yến nó mặc kệ anh, nó có bỏ anh thì cũng đáng thôi. Anh nghĩ cứ làm sai rồi đi vay người khác dễ dàng thế à? Tôi không hiểu anh nghĩ cái gì ở trong đầu nữa. Yến, tôi đi ship hàng, tiện qua gặp anh luôn. Mình đi lên nhà đi em. Nhà? Nhà anh hay nhà tôi? Tính của mẹ tôi anh cũng biết, một khi bà đã ghét ai thì sẽ đối xử rất phũ. Cho nên là tốt nhất anh đừng tới tìm tôi nữa, kẻo mẹ tôi nổi điên lên tôi không biết phải cư xử thế nào đâu. Anh biết là anh đã làm những chuyện khiến cho cả em và mẹ không thể chịu nổi. Có thể nào khi anh trả hết số nợ mình quay trở về với nhau được không em? Anh hứa là anh sẽ thay đổi mà. Thật sự là anh không thể nào chịu nổi cái cuộc sống này nữa rồi. Anh quyết tâm như vậy thì em cũng mừng cho anh. Chúng ta tuy rất tình nhưng mà vẫn còn nghĩa. Nếu mà anh khó khăn quá thì cứ bảo với em, nhiều thì em không có, nhưng mà đôi 30 triệu thì em có thể đưa cho anh. Anh đâu có nhắc gì đến tiền đâu. Đây không phải là tiền của em, đây là 100 triệu bố cho em vay để kinh doanh. Em nói hơi quá rồi đấy. Đã không là gì của nhau thì nên sòng phẳng anh ạ. Con cứ nói cho mẹ biết, con cứ khóc lóc như thế mẹ đau lòng lắm. Con không sao, mẹ cứ mặc kệ con. Lại là thằng Toàn phải không? Con cứ nói cho mẹ biết đi, mẹ sẽ cho nó một trận. Yến, mở cửa cho mẹ.